thị xã Điện Bàn nằm ở phía bắc của tỉnh Quảng Nam. Nơi đây đang được định hướng để phát triển thành một đô thị Điện Bàn năng động, bền vững nhờ vào tiềm năng sẵn có và lợi thế kết nối du lịch giữa Đà Nẵng, Điện Bàn và Hội An trên cơ sở khai phá dòng sông Cổ Cò để phát triển ngành du lịch sông nước. Tất cả đã thổi một sức sống mới cho con người và đô thị nơi đây. Và nhờ sở hữu các ưu thế vượt trội, bất động sản Điện Bàn đã thu hút đông đảo các nhà đầu tư trên khắp cả nước. Nổi bật trong số đó là dự án khu đô thị ven sông. Dự án sở hữu vị trí chiến lược, được quy hoạch tổng thể với hơn 23 hectare, nằm trên trục đường chính Dũng Sĩ Điện Ngọc, được bao quanh và đang xen bởi hàng loạt các khu đô thị hiện đại và liên kết trục đường biển Võ Nguyên Giáp. Đây là tâm điểm kết nối giữa hai đô thị lớn Đà Nẵng và Hội An và được xem là một trong những dự án quan trọng trong kế hoạch phát triển quy hoạch đô thị ven sông Cổ Cò. Dự án được xem là trái tim của chuỗi đô thị ven sông Cổ Cò khi hội tụ trong mình đầy đủ các tiện nghi đẳng cấp của cả khu vực với 5 công viên, 2 trường học cấp 1 và cấp 2, 2 bãi đậu xe lớn, 2 trung tâm hành chính, 2 trung tâm thương mại, 1 chợ trung tâm và 1 quảng trường trung tâm, hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân ở đây một không gian sống thoáng đãng, mát mẻ và đầy đủ tiện nghi. Khu đô thị ven sông như tái hiện một cộng đồng phồn vinh thịnh vượng, một thành phố châu Âu trong lành và xinh đẹp. Toàn bộ dự án được trang bị hệ thống chiếu sáng, quy hoạch thông minh, lắp đặt âm dưới lòng đất. Đây là điểm nhấn đầu tiên và duy nhất tại khu vực và là dự án hiếm hoi nằm trong quỹ đất đô thị dự kiến được cấp sổ sở hữu lâu dài. Và đây sẽ là mảnh ghép hoàn thiện thị trường bất động sản khu vực phía Nam Đà Nẵng và Quảng Nam. Dự án còn chiếm vị trí độc tôn, kề biển cận hồ khi chỉ cách bãi tắm Viêm Đông 1 km, giáp ranh Đà Nẵng và Coco Bay chỉ 1 km. Trong bán kính 2 km là đại đô thị FPT, trường quốc tế Singapore, làng đại học Đà Nẵng Quảng Nam, là khớp nối quan trọng để kết nối đến cầu bãi Rồng 1 đi qua sông Cổ Cò và thiên đường Cổ Cò đi ra biển. Tất cả mang lại giá trị vững vàng cho khách hàng và nhà đầu tư. Chỉ chiếm 26% mặt độ đất ở với tổng cộng 513 lô đất nền liền kề và 40 căn shop house thương mại xây sẵn. Trong đó, đất nền liền kề có diện tích từ 85 đến 150 m2. Dự án đáp ứng nhu cầu ở và đầu tư của khách hàng. Ngoài ra, phương thức thanh toán linh hoạt và đóng theo tiến độ hạ tầng, hỗ trợ tái đầu tư khi đủ 45% và thanh toán kéo dài 18 tháng được chia làm 9 đợt, giúp khách hàng an tâm về tài chính. Đây cũng là một trong số ít dự án đến thời điểm hiện tại được phép bán đất nền với đầy đủ tính pháp lý. Hạnh phúc không chỉ đến từ những giá trị bền vững, khi đó chỉ là nơi an cư, lập nghiệp lý tưởng. Dự án khu đô thị ven sông còn là kênh đầu tư thông minh, sinh lời cho các nhà đầu tư thông thái. Dự án đang được hoàn thiện theo đúng tiến độ cam kết với khách hàng. Khung cảnh dự án khu đô thị ven sông tràn đầy sức sống đang dần được hiện hữu. Khách hàng và các nhà đầu tư sẽ sớm được đón tổ ấm mơ ước trong tương lai không xa và khai thác khả năng sinh lời của dự án. Tất cả sức sống thăng hoa và tâm điểm đầu tư đang nằm trong tay bạn.